Văn Thanh. Văn Thanh. Văn Thanh ngừng lưng. Chúng lại làm nên một kỳ tích nữa rồi. Trận chung kết đã thuộc về. Sẽ bảo vệ cầu môn ở bên phía tay phải màn ảnh của quý vị và các bạn. Đường chuyền của Xuân Trường. Hơn cả Anwes Sally với 29 lần qua đội tuyển quốc gia và có được 7 bàn thắng. Quang Hải, cú đá ngay. Chân sút của chúng ta đã quan sát. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay là trọng tài người Singapore, ông Taki. Afif và Tiến Dũng. Vẫn có bàn thắng cho U23 Qatar. Mặc dù Tiến Dũng của chúng ta đã đoán được đúng hướng sút của đội bạn, nhưng đó là một thủ môn của đội bạn đã phải băng ra. Vẫn là các cầu thủ của chúng ta. Quang Hải. Lỗi rồi. Tại sao không thổi phạt vào đấy? Đây là tình huống mà Phan Văn Đức đã bị truy cản và chúng tôi cho rằng đó là một quả đá phạt. Chắc chắn phải là một quả phạt. Có thể hiểu được sự bức xúc và con người của Akram Afif Ali. Cú sút vọt sang ngang của U23 Qatar vừa có một pha phối hợp khá lý. Đang đầu tư rất kỹ cho cơ hội này. Quay! Có bóng! Bóng đã chạm sang ngang. Quá tiếc cho tình huống này. Cú đá rất tốt của Quang Hải. Bóng làm cho xà ngang của U23 Qatar rung lên bần bật, nhưng rất tiếc lại không vào lưới. Có thể hiểu được cảm xúc của Phan Văn Đức. Hồng Duy và chạy cắt vào của Quang Hải. Lần này thì Quang Hải đã thành công. Xứng đáng lắm vì đó là một kết cục công bằng cho chúng ta. Chúng sẵn ngang. Hãy cùng theo dõi sự nhanh nhạy của Phan Văn Đức ở tình huống này và sự thay đổi đến từ Nguyễn Phong Hùng Duy. Chính Quang Hải là người đã áp sát nhanh. Và thực sự là các hậu vệ của U23 Qatar đã bị hoa mắt chóng mặt bởi những dồn nén, bởi những pha bóng đầy tốc độ của cao thủ U23 Việt Nam. Khả năng xoay sở phải nói là rất chậm chạp của các cầu thủ phòng ngự bên phía U23 Qatar và đó là điều mà chúng ta đã khai thác. Ta đến ở cánh phải khi Văn Thanh đã chuyển sang hướng này. Sự cơ động của Quang Hải đã đưa bóng đến vị trí của Đức Chinh. Quang Hải! Quang Hải! Vẫn còn! Đức Chinh! Đúng rồi! Lỗi cao chân. Là một pha bóng đầy quyết tâm của U23 Việt Nam. Chúng ta chủ động đoạt bóng và mang lên với tốc độ rất cao. Và khi Quang Hải đã chỉnh sửa thước ngắm và định thực hiện một cú cứa lòng thì môi đã ập vào. Tỏ ra có khá nhiều chiêu trò trong những quả đá phạt như thế này. Áp sát, áp sát, không có gì khó khăn với Tiến Dũng, người đã tung người phá bóng là Phan Văn Đức. Cũng nhờ những cầu thủ của chúng ta đã kịp thời áp sát. Cú đánh đầu của Xuân Mạnh. Áp sát, tiếp tục áp sát. Rất nguy hiểm. Bàn thắng được tính cho U23 Qatar gây ra. Người được tính là tác giả của bàn thắng là Anwes Ali. Cầu thủ chúng ta đã lăn xả. Xuân Trường. Quang Hải. Chân trái. Wow! Không thể tin nổi. Đó là bàn thắng cho người U23 Việt Nam. Lại một cảm xúc tuyệt vời nữa. Nhưng nó là một đại diện tiêu biểu cho tinh thần Việt Nam và ý chí Việt Nam cũng như sự ngoan cường của chúng ta. Rất nhiều người, rất nhiều cổ động viên đã không thể ngừng được những giọt nước mắt lăn trên má nữa rồi. Đúng là như vậy. Chúng ta hãy xem khoảnh khắc mà Quang Hải khống chế quả bóng một nhịp. Rất khôn ngoan. Đảo quả bóng sang chân thuận của mình trước một dừng cầu thủ phòng ngự của Qatar và sửa quả bóng. Chỉ có thể nói là cầu vồng. Đường cong quá mỹ miều. Những đường chuyền dài của Đình Trọng cũng rất tốt. Văn Thanh áp sát cực nhanh. Đường chuyền của Văn Thanh, Đức Chinh. Sức ép cực lớn dành cho các cầu thủ U23 Qatar. Và thực sự là những phút vừa qua chúng ta đã khiến các cầu thủ Qatar. Quang Hải vẫn còn cơ hội phản công của chúng ta. Phan Văn Đức. Quang Hải. Phan Văn Đức. Đường chuyền chính xác cho Nguyễn Phong Hùng Duy. Cú ngay. Tinh thần là điều rất quan trọng ở những khoảnh khắc như thế này. Và huấn luyện viên Park Hang Seo đang truyền cho các học trò của mình sự tự tin. Tiến Dũng đã một lần thành công. Trước U23 Iraq. Những cầu thủ đã đá luân lưu của chúng ta trước U23 Iraq lần lượt là Văn Thanh, là Quang Hải, là Xuân Trường, là Đức Chinh và cuối cùng là Bùi Tiến Dũng. Một giải đấu mang đến cho chúng ta sự trưởng thành vượt bậc về bản lĩnh và tinh thần thi đấu. Không có gì có thể chui rèn bản lĩnh tốt hơn những loạt đá luân lưu cân não như thế này. Có vẻ như U23 Việt Nam tiếp tục là đội thực hiện cú sút đầu tiên ở trận tứ kết. Loạt sút lần lưu trước U23 Iraq chúng ta cũng là đội thực hiện lượt sút đầu tiên và Văn Thành đã sút rất tốt. Qua đó phần nào giúp chúng ta có được tâm lý tốt ở những lượt sút tiếp theo. Những cầu thủ lĩnh sướng bao giờ cũng phải chịu những áp lực. Những lần chúng ta phải đối mặt với những quả luân lưu, hy vọng cũng sẽ mang đến cho Tiến Dũng sự tự tin. Như vậy cao thủ Qatar sẽ là người thực hiện lượt sút đầu tiên và đây là Akram Afif. Lần thứ hai Tiến Dũng đối mặt với Akram Afif ở vị trí tương tự. Tiến Dũng. Afif có kỹ thuật tốt và những cú đá của anh đều rất hiểm. Một tình huống mà Tiến Dũng đã bay người đúng hướng. Nhưng cú đá của Akram Afif quả là quá hiểm, quá khó. Quang Hải là người thực hiện quả đá đầu tiên cho U23 Việt Nam. Quang Hải đã hai lần đánh bại thủ môn đối phương cho đến lúc này. Quang Hải không vào. Đó là pha đổ người đúng hướng của Al Bakri. Quang Hải rất tự tin và đá rất khó. Nhưng đó là một pha bóng xuất sắc của Al Bakri. Tiến Dũng và đội trưởng Ahmad Al-Sande bên phía U23 Qatar. Al-Sande không vào. Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Đó là câu trả lời của Tiến Dũng với Al Bakri, thủ môn của Qatar. Và đó là một tình huống cản phá ở thời điểm cực kỳ quan trọng. Khi chúng ta đã không thành công ở tình huống đầu tiên, tất cả vẫn còn đang ở phía trước. Lần thứ hai tại giải đấu này, không nhiều thủ môn làm được như vậy. Hai lần ngăn cản đối phương ở loạt đá luân lưu. Đội trưởng Lương Xuân Trường. Thứ tự về lượt đá so với trận đấu gặp U23 Iraq đã thay đổi. Lương Xuân Trường. Lương Xuân Trường. Cú đá rất tốt. Cú đá thẳng vào giữa khung thành. Thật tuyệt vời. Khi mà thủ môn Al Bakri đã đổ người sang bên phía tay phải một lần nữa. Không hiểu là có phải là thủ môn Al Bakri cũng như là ban huấn luyện của U23 Qatar. Đúng là như vậy. Đã theo dõi lượt sút của chúng ta ở trận đấu trước. Chắc chắn là như vậy, khi mà tất cả những cú đá của chúng ta ở lượt đấu trước cho đến trước khi Tiến Dũng thực hiện đá góc trái. Vâng. Tiến Dũng không được. Tiến Dũng đã đón được đúng hướng sút của số 9 Mê San. Và đá luân lưu đang diễn ra cực kỳ căng thẳng. Đức Chinh sẽ là người thực hiện quả đá tiếp theo. Hà Đức Trinh. Chúng ta như được thở phào trong những khoảnh khắc như vậy, khi hiểu rằng đối thủ U23 Qatar là rất đáng gờm và thủ môn của đội bóng này Bakri cũng rất xuất sắc. Trận đấu trước U23 Iraq, Đức Chinh đá tốt và vần này vẫn là một quả đá chất lượng. Tỷ số luân lưu đã được cân bằng. Và đây là tiền đạo số 1 của U23 Qatar, Tiến Dũng và Ali. Tiến Dũng và Ali. Gần như trong mọi quả đá của đối phương, Tiến Dũng đều đoán được đúng hướng. Phan Văn Đức sẽ là cầu thủ tiếp theo thực hiện loạt sút của U23 Việt Nam. Số luân lưu lúc này đang tạm thời là 3-2 nghiêng về U23 Qatar. Mỗi đội đã thực hiện không thành công một quả. Phan Văn Đức rất chính xác. Số luân lưu được cân bằng 3 đều. Hãy nhìn những động tác của huấn luyện Park Hang Seo. Đó là những động tác truyền sự tự tin cho các học trò của mình. Bùi Tiến Dũng cố lên. số 13 của U23 Qatar, đó là Unbreak. Tiến Dũng đã đoán được đúng hướng sút của đối phương trong những tình huống trước rồi. Tiến Dũng và Unbreak. Tiến Dũng không hay. Chúng tôi đã nói về những tình huống đổ người đúng hướng trước đó, nó có thể chỉ chậm một nhịp một chút thôi ở những tình huống trước, nhưng lần này thì tất cả đều rất vừa vặn để chúng ta nó đang tạm thời có tội. Những màn khởi động để cho cú đẩy quyết định vậy, không nhiều thủ môn có thể làm được như Bùi Tiến Dũng. Vâng, chúng ta đang bước vào những thực rất đặc biệt. Văn Thanh ở lượt luân lưu trong trận đấu gặp Iraq là người thực hiện đầu tiên, còn bây giờ Vũ Văn Thanh sẽ là người thực hiện cú sút quyết định. Trận chung kết chỉ còn cách U23 Việt Nam một cú sút này nữa thôi. Văn Thanh! Văn Thanh ngừng lưng lại làm nên một kỳ tích nữa rồi. Trận chung kết đã thuộc về U23 Việt Nam. Vâng, tôi không hề mơ. Đây là sự thật các bạn ạ, đây là sự thật. Sự thật là chúng ta đã vào chung kết của U23 châu Á. Đó là sự thật. Thật không tin, tuyệt vời. Đó là sự thật, không thể tin nổi. Trong những cái lặng người của U23 Qatar, đội bóng mạnh nhất giải đến lúc này, đội bóng toàn thắng là niềm sung sướng vỡ òa của U23 Việt Nam. Chúng ta lại tạo nên một kỳ tích nữa rồi. Không phải nói là kỳ tích của kỳ tích. Đúng là kỳ tích của kỳ tích. Khi không thể tin nổi, tôi vẫn đang nghĩ là chúng ta đang mơ. Nhưng đó là sự thật. Sự thật. Đối thủ nào ở trận chung kết với chúng ta bây giờ không là vấn đề gì nữa. Thật là hạnh phúc với những cổ động viên Việt Nam. Và có thể hiểu được những giọt nước mắt của Đức Chinh. Tiến Dũng rất mạnh mẽ nhưng cũng đã nhỏ lệ rồi. Người hùng của U23 Việt Nam trong sự thất thần của cao thủ U23 Qatar. Tôi tin rằng hàng triệu cổ động viên Việt Nam cũng đang khóc và hãy cùng sống trong khoảnh khắc quyết định của Văn Thanh. Tuyệt vời. Huấn luyện viên Park Hang Seo còn đi một hành trình dài hơn những gì ông trải qua cùng với đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tại World Cup 2002. Anh Dũng thấy không, hình ảnh Văn Thanh khoanh tay lừng lững đứng một cách vĩ đại, nó chính là hình ảnh của U23 Việt Nam. Hình ảnh chính xác là như vậy, hình ảnh hiên ngang không bỏ cuộc của U23 Việt Nam. Một tập thể luôn thi đấu hết mình, đoàn kết. Một ngày đong đầy cảm xúc của chúng ta. Chúng ta đã mang đến hết bất ngờ này đến thú vị khác cho người hâm mộ. Và không thể tin nổi là câu chuyện kỳ diệu lại kéo dài và đẹp đến thế. Tất cả cứ ngỡ như mơ. Tự hào quá Việt Nam ơi, tự hào quá. Nhưng anh Cương ạ, trong giấc mơ dù là đẹp nhất thì tôi và có lẽ là rất nhiều người cũng không dám nghĩ tới điều này. Chúng ta đến với giải đấu năm nay chỉ mong là có điểm thôi. Nhưng chúng ta đã có điểm, chúng ta đã có chiến thắng. Chiến thắng đầu tiên, chúng ta đã vào đến tứ kết, đã đến bán kết và bây giờ là trận đấu cuối cùng đã nằm trong tay U23 Việt Nam. Ông Ghede đang đến chúc mừng Đức Chinh, chàng trai đã khóc. Người đàn ông đã khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc vỡ òa. Đức Chinh đã thực hiện rất tốt và đó là một sự thay đổi cực kỳ chính xác của ông Park Hang Seo. Lại một lần nữa, lá cờ đỏ sao vàng của chúng ta tung bay. Lại một lần nữa, hình ảnh tuyệt diệu của bóng đá Giờ phút này thì tôi tin rằng có rất ít người có thể giữ được những giọt nước mắt của mình. Quá tuyệt vời, còn hơn cả một câu chuyện cổ tích. Chắc chắn rồi.